Khát vọng mùa vàng tuần này sẽ đưa quý khán giả đến với vùng đất Kiên Giang để gặp gỡ và tìm hiểu câu chuyện khởi nghiệp thành công từ trái gốc của cô giáo Nguyễn Thị Pha Phăng. Vốn là một giáo viên đang công tác tại huyện Dòng Riềng, tỉnh Kiên Giang, nhưng với mong muốn tạo ra một sản phẩm thiên nhiên an toàn, chị Pha Phăng đã tìm tòi nghiên cứu và tạo ra được sản phẩm đầu tiên là tinh dầu gấc. Cũng chính từ đây, chị Pha Phăng nhận thấy được tiềm năng của cây gấc địa phương. Vì vậy, chị bắt đầu tìm cách tạo ra những sản phẩm thiên nhiên an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và đặc biệt có thể nâng cao được giá trị của cây gấc địa phương. Từ một giáo viên chuyển sang làm nông nghiệp, chế biến và cả kinh doanh, chị Pha Phăng đã gặp vô vàn khó khăn và thử thách. Nhưng với ý chí, nghị lực và cả đam mê, chị Pha Phăng đã tìm cho mình một hướng đi đúng và đạt được những thành công nhất định. Và để hiểu rõ hơn về câu chuyện trẻ hướng sang làm nông nghiệp của cô giáo Nguyễn Thị Pha Phăng có điều gì đặc biệt, kính mời quý khán giả đón xem chương trình Khát vọng mùa vàng được phát sóng vào lúc 19 giờ 15 phút thứ tư ngày 29 tháng 5 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.